phẩm đến từ nhà Sangri mang tên Premium Water Bottle, hay còn gọi là bình nước thể thao cao cấp. Đúng như tên gọi của sản phẩm, thiết kế bình này mang tính năng động, trẻ trung và tiện ích rất là nhiều. Nổi bật lên là phần nắp được tích hợp ống hút nhỏ gọn, ống hút to, cứng, không bị móp méo nếu sử dụng trong một thời gian dài như những loại bình có ống hút khác. Do vậy, màu đen được lựa chọn để phù hợp với chức năng vừa làm nắp, vừa là ống hút, mạnh mẽ, cứng cáp, đúng tinh thần thể thao. Cùng category với các sản phẩm tumbler khác, nhà Sangreen, nem này cũng mang đặc điểm vẫn không đổ mồ hôi ở miệng bình khi cho đá lạnh. Sử dụng lớp sơn tĩnh điện nhám siêu bền chống chảy xước, chống va đập, phù hợp mang đi muôn nơi mà không cần lo lắng. Với tiêu chí an toàn cho người tiêu dùng, nên nhà Sen đã sử dụng màu mực in an toàn được cấp phép với công nghệ in màu siêu nét, nét từng mm. Nếu như dây móc đi kèm là đặc điểm của các bình nước trên thị trường hiện nay, thì em này lại có móc nhỏ gọn, siêu tiết kiệm diện tích và làm thành khối cứng đồng màu cùng với nắp hộp. Bạn sẽ không còn cảm giác cầm bình nước bị thõng tay, dài và vướng, đập tan nỗi lo dùng dây móc dễ bị tuột dây. Một pha tinh tế thông minh đến từ nhà sản xuất. Do mục đích là bình nước thể thao nên dung tích bình lớn và có thiết kế hình trụ để có thể cài vào xe đạp, gài hộp xe máy hay cạnh cửa ô tô. Ba chiếc bình nhà Sangreen có dung tích lần lượt là 360ml, 560ml và 960ml. Có quá nhiều sự thông minh trong một sản phẩm nên mình đánh giá em này đạt 9,5 trên 10. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip review lần sau.